Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại, tôi là Quang. Và sau loạt video về phân biệt sản phẩm Microsoft giả mạo cùng với những lợi ích khi mua license Microsoft ESD, Quang đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách hàng. Và trong đó thì cái câu hỏi khóc búa nhất đó chính là chi tận mấy triệu đồng cho một phần mềm Microsoft bản quyền chính hãng, liệu có xứng đáng không? Để trả lời cho câu hỏi này và làm rõ xem liệu có xứng đáng không ấy, thì Quang sẽ tiếp cận vấn đề theo một hướng khác, đó chính là các bạn sẽ thiệt hại gì khi sử dụng phần mềm Microsoft không chính hãng? Lý do tại sao mà nhiều người sử dụng phần mềm Microsoft không chính hãng như vậy? Đáp án đó chính là chi phí. So với việc phải chi ra tận vài triệu đồng tiền Việt chỉ để sở hữu một license Microsoft chính hãng, thì người dùng chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn là có thể mua được một sản phẩm được gắn mác là phần mềm bản quyền, hay là thậm chí bỏ ra không đồng nếu sử dụng phần mềm crack. Nghe thì có vẻ như là rẻ hơn vài chục lần đấy, nhưng thực ra đó chính là lợi trước, thiệt sau. Bên cạnh đó thì Quang biết rất nhiều các doanh nghiệp có tâm muốn mua và sử dụng các phần mềm Microsoft bản quyền chính hãng, tuy nhiên thì lại rơi vào cảnh mua giả tưởng thật, do là những phần mềm lậu, những phần mềm giả mạo được làm giả một cách rất tinh vi, rất khó phân biệt và được bán với cái mức giá gần tương đương với sản phẩm chính hãng. Như vậy là tiền mất tật mang, kéo theo rất nhiều rủi ro nghiêm trọng. Và dù là vô tình hay cố ý thì các bạn cũng đã có những cái thiệt hại mà Quang sẽ kể ra ngay sau đây. I'm very scared. I think if half of the computers in a particular country get infected, then they can be turned into bots, zombies, and then none of your personal information is secret anymore. Đầu tiên là bị phần mềm độc hại tấn công, nguy cơ mất bảo mật cùng với thiệt hại về mặt tài chính. Đây thực sự là phần mà các bạn đang mạo hiểm thực sự về an toàn của chính bản thân mình. Sử dụng phần mềm Microsoft bị bẻ khóa hoặc phần mềm lậu, các bạn đang thực sự mở toang cánh cửa để tin tặc có cơ hội xâm nhập, phá sập hệ thống máy tính, đánh cắp thông tin về danh tính, tài khoản ngân hàng cùng với những dữ liệu công việc. Bỗng một sáng thức dậy, tài khoản của các bạn chỉ còn con số không tròn trĩnh và những hình ảnh riêng tư bị công khai lên khắp các mạng xã hội thì sao nhỉ? Những thông tin quan trọng về danh tính, công việc, những dữ liệu quý giá về cuộc sống, những kỷ niệm, khoảnh khắc cá nhân có thể bị đánh cắp công khai và không còn riêng tư. Lúc này, thiệt hại không chỉ còn là vật chất mà đó chính là tinh thần. Không những thế, phần mềm độc hại còn có thể đi kèm virus và những phần mềm mã hóa đòi tiền chuộc. Tin tặc sẽ lợi dụng những lỗ hổng để từ chối sự truy cập của các bạn vào tài khoản và chính dữ liệu của các bạn, trừ khi các bạn trả tiền chuộc. Không một ai trong chúng ta có thể mang sự đảm bảo của phần mềm giả mạo ra thách thức tin tặc cả. Ở một viễn cảnh đen tối hơn, thì chính thông tin và tài khoản của các bạn có thể bị sử dụng vào những hoạt động phi pháp. Một dẫn chứng cụ thể mình thu thập được từ báo Thanh Niên về trình kích hoạt Windows giả mạo KMS Tico ăn cắp thông tin ví điện tử của khách hàng. Về cơ bản thì công cụ này cho phép gian lận giấy phép Windows bất hợp pháp và có khả năng đánh cắp thông tin người dùng từ các ví điện tử khác nhau. Cụ thể, mình sẽ để link ở phần dưới mô tả video nhé. Thứ hai đó chính là năng suất và gián đoạn kinh doanh. Lại nói về những thông báo khó chịu cứ liên tục hiện ra nếu các bạn chưa mua phần mềm Microsoft bản quyền chính hãng. Tệ hơn nữa ấy, đó chính là màn hình xanh, treo máy, vân vân và vân vân. Tôi thực sự phát điên nếu chiếc máy tính của mình bị như vậy. Tất cả ứng dụng, công việc, tài liệu của các bạn sẽ bị trì hoãn, ảnh hưởng tới deadline, ngắt quãng một ngày làm việc đầy hứng khởi và cuối ngày các bạn sẽ ra về với một kết quả không như ý. Đó là tôi còn chưa nói đến việc ứng dụng của các bạn có thể bị dừng hoạt động bất kỳ lúc nào nếu các bạn chưa mua phần mềm Microsoft bản quyền chính hãng nhé. Thứ ba là lòng tin và uy tín. Điều này rất dễ hiểu khi bạn và công ty của bạn luôn tuân thủ pháp luật và sòng phẳng trong mọi giao dịch. Còn gì kinh khủng hơn trong một buổi thuyết trình, một cuộc họp hay một hội thảo gặp mặt đối tác, chiếc máy tính đang làm việc chuyên nghiệp bỗng hiện lên thông báo về việc kích hoạt bản quyền. Điều đó tương đương với việc các bạn đang dùng đồ không trả tiền, hoặc nặng nề hơn là gian lận trong việc sở hữu sản phẩm trí tuệ, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của các bạn. Đó là chưa kể đến việc doanh nghiệp của các bạn có thể được xuất hiện trên mặt báo bởi việc vi phạm phần mềm bản quyền hoặc là nạn nhân của một vụ tấn công tin tặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty. Phần cuối cùng là phần mềm giả mạo có thể bị khóa bất kỳ lúc nào và Microsoft cùng với đại lý và nhà phân phối được ủy quyền sẽ từ chối can thiệp hỗ trợ vì các bạn đang sử dụng phần mềm bất hợp pháp. Cách duy nhất là các bạn tuân thủ giấy phép bản quyền Microsoft, hãy tìm mua và cài đặt đúng phần mềm Microsoft chính hãng. Nhớ là suy nghĩ thật kỹ trước mỗi quyết định mua hàng nhé. Câu chuyện về sử dụng phần mềm Microsoft bản quyền vẫn luôn là một câu chuyện dài và chưa có hồi kết bởi thị trường phần mềm lậu và phần mềm giả mạo vẫn còn quá lớn. Quang hy vọng là qua video này sẽ giúp cho các bạn nhận thức được đầy đủ nguy cơ và thiệt hại khi các bạn không sử dụng phần mềm Microsoft chính hãng. Hướng dẫn để mua Windows và Office chính hãng cùng với hình thức ký điện tử ESD, Quang có đặt ở phần link mô tả dưới video. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và năng suất cùng phần mềm Microsoft. Đừng quên bấm theo dõi để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!